chào các em học sinh khối 8 của trường Trung học cơ sở Hậu Giang. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau ôn tập lại những cái chủ đề mà các em đã học ở các tuần trước. Thì trước khi ôn tập, chúng ta sẽ cùng nhau sửa các bài tập trên cái đường link. Câu thứ nhất, có mấy loại lực ma sát? Các em đã học lực ma sát trượt, lực ma sát lăn, lực ma sát nghỉ. Như vậy có tổng cộng là 3 loại lực ma sát mà các em đã học. Ở câu thứ hai, tác dụng của ổ bi là gì? Các em thấy rằng cái việc ra đời của ổ bi đã giúp cho lao động trở nên nhẹ nhàng hơn. Các vật nó sẽ chuyển động dễ dàng. Vì vậy, tác dụng của ổ bi là nó sẽ thay thế ma sát trượt bằng ma sát lăn. Cho nên chúng ta chọn câu thay ma sát trượt bằng ma sát lăn nha các em. Ở câu số 3, lực ma sát trượt sinh ra khi nào? Đã là ma sát trượt thì nó sẽ phải sinh ra khi một vật trượt trên bề mặt của vật khác. Rồi, qua câu số 4, trường hợp nào dưới đây xuất hiện lực ma sát lăn? Các em thấy rằng lực ma sát lăn xuất hiện khi vật lăn trên bề mặt của vật khác. Như vậy, ở câu thứ nhất, ma sát giữa má phanh và vành bánh xe khi hãm phanh, tức là khi mà chúng ta bóp thắng xe đó, thì đó là ma sát trượt chứ không phải là ma sát lăn. Ma sát khi đánh diêm cũng là ma sát trượt. Ma sát giữa người và máng trượt khi chơi cầu trượt vẫn là ma sát trượt. Ma sát giữa bánh xe và mặt đường khi xe chuyển động. Các em thấy rằng khi xe chuyển động thì bánh xe lăn trên mặt đường. Do đó, cái lực ma sát này chính là lực ma sát lăn. Vì vậy, chúng ta sẽ chọn câu ma sát giữa bánh xe và mặt đường khi xe chuyển động. Câu số 5, phát biểu nào sau đây là đúng? Độ lớn của lực ma sát lăn lớn hơn độ lớn của lực ma sát trượt. Các em thấy rằng lực ma sát lăn thường nó có độ lớn phải nhỏ hơn rất nhiều so với ma sát trượt, cho nên người ta mới thay thế ma sát trượt bằng ma sát lăn. Vì vậy, câu này sai rồi. Câu thứ hai, độ lớn của lực ma sát lăn nhỏ hơn độ lớn của lực ma sát trượt. Đúng rồi ha các em. Độ lớn lực ma sát lăn nhỏ hơn lực ma sát trượt, cho nên người ta thay thế những cái bánh xe vào trong những cái đồ vật để chúng ta đẩy xe thì nó sẽ chuyển động dễ dàng hơn, do độ lớn của lực ma sát lăn nhỏ hơn độ lớn lực ma sát trượt. Vì vậy, chúng ta sẽ chọn câu này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ôn tập những cái chủ đề mà các em đã học ở các tuần trước nhé. Ở bài đầu tiên, các em học về chuyển động cơ học, thì các em cần nhớ cho cô, chuyển động là sự thay đổi vị trí của một vật theo thời gian so với một vật khác, và vật khác đó người ta gọi là vật mốc. Như vậy, chuyển động cơ học người ta còn gọi tắt là chuyển động. Cô ví dụ như là một con ngựa, nó sẽ chuyển động so với một cái cây bên đường, bởi vì vị trí của con ngựa theo thời gian sẽ có sự thay đổi so với cái vật mốc là cái cây. Rồi, chuyển động và đứng yên thì nó lại có tính tương đối. Vì sao vậy? Bởi vì một vật có thể là chuyển động so với vật này, nhưng lại là đứng yên so với vật khác. Cô ví dụ, một đoàn tàu chở những hành khách, thì các bạn sẽ thấy rằng khi tàu rời khỏi nhà ga thì những hành khách này sẽ có sự thay đổi vị trí so với nhà ga. Vậy thì những hành khách này đang chuyển động so với nhà ga. Nhưng so với toa tàu thì người hành khách ngồi trong toa tàu, vì vậy vị trí của những hành khách này không thay đổi theo thời gian so với toa tàu. Do đó cô nói rằng những người hành khách này đứng yên so với toa tàu. Vậy thì cùng là những người hành khách nhưng lại chuyển động so với nhà ga và đứng yên so với toa tàu. Do đó, chuyển động và đứng yên sẽ có tính tương đối ha các em ha. Tiếp tục, chúng ta qua bài thứ hai. Ở bài vận tốc, chúng ta cần nhớ vận tốc là một đại lượng đặc trưng cho mức độ nhanh hay chậm của chuyển động. Và vận tốc sẽ được xác định bằng độ dài của quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian.
Để tính vận tốc, người ta sẽ dùng cái công thức là V bằng S chia T. Trong đó V là vận tốc, S là ký hiệu của quãng đường, còn T là ký hiệu của thời gian đi hết quãng đường đó. Từ công thức tính vận tốc này, các em cũng có thể suy ra được những công thức tính thời gian T bằng cách là lấy quãng đường chia vận tốc, ta có T bằng S chia V. Hoặc các em có thể suy ra được công thức tính quãng đường S bằng V nhân cho T. Đơn vị vận tốc mà các em thường sử dụng đó là đơn vị mét trên giây và đơn vị km trên giờ. Chúng ta cũng cần nhớ cách đổi đơn vị từ km trên giờ sang mét trên giây là các em sẽ chia cho 3,6. Ngược lại, nếu các em muốn đổi từ mét trên giây sang km trên giờ thì các em sẽ nhân cho 3,6. Ở bài tiếp theo, chúng ta sẽ cần nhớ thế nào là chuyển động đều. Chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian. Cô ví dụ như là đầu cánh quạt máy đang quay khi quạt đã chạy ổn định, thì các em thấy rằng vận tốc của cánh quạt khi chạy ổn định sẽ không thay đổi theo thời gian. Do đó cô có thể nói rằng đầu cánh quạt máy khi chạy ổn định nó là chuyển động đều. Còn chuyển động không đều là gì? Chuyển động không đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian. Ví dụ như xe khi mà chạy xuống dốc, xe đạp khi chạy xuống dốc, các em thấy rằng nó sẽ chuyển động nhanh dần. Do đó vận tốc của nó sẽ tăng lên. Vì vậy chúng ta nói rằng xe đạp khi xuống dốc chuyển động không đều. Hoặc là ô tô khi khởi chạy thì các em thấy rằng ô tô phải tăng vận tốc thì nó mới chuyển động được. Do đó chuyển động của ô tô khi khởi hành cũng là chuyển động không đều. Tương tự như vậy, tàu hỏa khi vào ga thì tàu hỏa phải chuyển động chậm dần rồi mới dừng lại. Vì vậy vận tốc của tàu hỏa cũng sẽ giảm dần. Vì vậy cô nói rằng tàu hỏa chuyển động không đều. Để tính vận tốc của chuyển động không đều thì người ta gọi vận tốc đó chính là vận tốc trung bình. Và vận tốc trung bình của chuyển động không đều được tính bằng công thức là V trung bình bằng S chia cho T. Nếu vật đi trên nhiều quãng đường thì các em sẽ tính bằng công thức là V trung bình bằng S1 cộng S2 cộng Sn chia cho T1 cộng T2 và cộng cho đến Tn. Với S1, S2, Sn, T1, T2, T3, Tn là gì? S1, S2, S3, Sn là quãng đường mà vật đi được. Còn T1, T2, T3, Tn là thời gian mà vật đi trên các quãng đường đó. Rồi, tiếp tục chúng ta qua phần bài biểu diễn lực. Bài biểu diễn lực, các em cần nhớ khái niệm lực. Ở lớp 6 các em đã học lực tác dụng lên một vật có thể làm cho vật bị biến dạng hoặc là bị biến đổi chuyển động. Ví dụ như là em tác dụng lực lên một cái chai nước suối làm cho cái chai bị móp lại, đó chính là làm cho vật bị biến dạng. Hoặc là một người cầu thủ đá vào một trái banh thì làm cho trái banh bị móp lại và chuyển động. Như vậy trái banh đó đã bị biến dạng và bị biến đổi chuyển động từ đứng yên sang chuyển động. Để biểu diễn lực, các em sẽ dùng một cái dấu mũi tên. Cái dấu mũi tên này sẽ có gốc là điểm đặt của lực, phương chiều trùng với phương chiều của lực và độ dài biểu thị cường độ lực theo một tỉ xích cho trước. Và cái mũi tên biểu diễn cái lực đó người ta gọi là biểu diễn vector lực. Tại sao ta nói lực là một đại lượng vector? Bởi vì nó có đầy đủ các yếu tố gốc, điểm đặt, phương chiều và độ lớn. Cô ví dụ, cái mũi tên trong hình vẽ này nó đang biểu diễn lực kéo lên một chiếc xe B. Thì nhìn vào mũi tên ta có thể biết được điểm đặt của lực là tại điểm A. Phương của lực kéo xe là phương nằm ngang, chiều là từ trái sang phải. Và
Cái lực này có độ lớn là 15 Newton. Bởi vì sao? Bởi vì người ta biểu diễn tỉ xích là một đoạn tương ứng với 5 Newton. Thì các em thấy là trong cái hình vẽ này, cái mũi tên này người ta vẽ 3 đoạn, mỗi đoạn 5 Newton thì 3 đoạn sẽ là 15 Newton. Qua bài sự cân bằng lực quán tính thì các em cần nhớ lại đặc điểm của hai lực cân bằng là gì. Hai lực cân bằng là hai lực tác dụng lên cùng một vật có cùng phương, ngược chiều và có cường độ lực bằng nhau. Cô ví dụ, hai đội đang kéo co, có nghĩa là hai đội này đang tác dụng lực lên một sợi dây. Và như vậy điểm đặt lực là cùng là sợi dây. Phương của hai lực của hai đội là phương nằm ngang, nhưng chiều thì ngược nhau. Đội bên tay trái sẽ kéo sợi dây về bên tay trái, cho nên lực kéo có chiều từ phải sang trái. Còn đội bên tay phải kéo dây về hướng bên phải, cho nên chiều của lực kéo là chiều từ trái sang phải. Nếu như hai đội này mạnh như nhau, tức là độ lớn của hai lực tác dụng lên sợi dây này bằng nhau, thì khi đó cô nói rằng sợi dây này đang chịu tác dụng của hai lực cân bằng. Dưới tác dụng của hai lực cân bằng thì một vật đang đứng yên, nó sẽ tiếp tục đứng yên. Còn một vật đang chuyển động thì nó sẽ chuyển động thẳng đều. Và chuyển động này người ta gọi là chuyển động theo quán tính. Như vậy, các em sẽ nhớ rằng khi có lực tác dụng, một vật nó không thể thay đổi vận tốc một cách đột ngột được, bởi vì nó có quán tính. Cô ví dụ, xe muốn chạy nhanh thì đầu tiên khi mới khởi hành thì xe phải tăng vận tốc từ từ lên, chứ không thể là chạy nhanh đột ngột được. Hoặc xe muốn dừng lại thì ta thắng xe, xe cũng phải chạy chậm dần rồi mới dừng lại, chứ không thể dừng lại một cách đột ngột được. Bởi vì xe luôn luôn khi chuyển động hay đứng yên đều có quán tính. Và ở bài lực ma sát, các em sẽ nhớ lực ma sát là một cái loại lực đặc trưng cho cái tính cản trở chuyển động của vật. Nó tạo ra bởi những vật tiếp xúc với nó. Và các em cũng đã học là có 3 loại lực ma sát. Lực ma sát đầu tiên đó chính là lực ma sát trượt. Lực ma sát trượt sẽ sinh ra khi một vật trượt trên bề mặt của vật khác và nó luôn ngược hướng với chuyển động. Cô ví dụ, khi mà người ta kéo một cái khối gỗ trên một tấm ván thì các em sẽ thấy rằng giữa cái khối gỗ và tấm ván này nó sẽ sinh ra một lực cản trở cái chuyển động của cái vật này. Thì cái lực đó chính là lực ma sát trượt. Loại lực thứ hai đó là lực ma sát lăn. Lực ma sát lăn sẽ sinh ra khi vật lăn trên bề mặt của vật khác. Ví dụ như là khi chạy xe đạp thì bánh xe lăn trên mặt đường sẽ sinh ra một cái lực cản trở cái chuyển động của bánh xe, thì đó chính là lực ma sát lăn. Và thông thường thì lực ma sát lăn luôn luôn nhỏ hơn lực ma sát trượt rất là nhiều. Loại lực thứ ba đó là lực ma sát nghỉ. Lực ma sát nghỉ sẽ giữ cho vật không trượt khi bị tác dụng của lực khác. Cô ví dụ, khi em kéo một khối gỗ, tức là khối gỗ này đã chịu tác dụng của lực, nhưng khối gỗ này vẫn chưa chuyển động. Điều này chứng tỏ rằng có một cái lực thứ hai đã tác dụng lên cái khối gỗ này, cản trở cái khối gỗ này chuyển động. Thì cái lực đó chính là lực ma sát. Cái lực ma sát này cân bằng với lực ma sát, cân bằng với cái lực kéo, cho nên làm cho vật này đứng yên. Thì cái lực ma sát cân bằng cái lực kéo làm cho vật đứng yên đó, người ta gọi tên là lực ma sát nghỉ. Rồi, như vậy cô và các em vừa ôn lại những cái kiến thức về phần lý thuyết. Bây giờ chúng ta sẽ làm một số bài tập để chúng ta củng cố các kiến thức đó nha các em. Các em sẽ cùng cô lấy tập ra, chúng ta ghi bài. Bài tập đầu tiên, các em hãy đổi các đơn vị của vận tốc. Thì để đổi đơn vị vận tốc từ km trên giây sang mét trên giờ,
km trên giờ sang mét trên giây, hoặc là từ mét trên giây sang km trên giờ, thì các em sẽ nhớ cái cách đổi như sau. Cô có A km trên giờ, cô muốn đổi ra mét trên giây thì cô lấy cái số A đó, cô chia cho 3,6. Còn nếu cô có cái số A mét trên giây, cô muốn đổi sang km trên giờ, thì cô lấy cái số A đó, cô nhân cho 3,6. Rồi, vậy thì bây giờ các em sẽ đổi 36 km trên giờ, muốn đổi ra mét trên giây, thì các em sẽ làm gì? À, chúng ta sẽ đem chia cho 3,6 đúng không nào? Mời các em làm vào tập của mình và cho cô các kết quả. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra lại đối chiếu với kết quả của cô nha. Cô lấy 36, cô chia cho 3,6, cô sẽ ra được là 10. Như vậy, 36 km trên giờ sẽ bằng 10 m trên giây. 72 chia cho 3,6, chúng ta sẽ ra được là 20. Vậy, 72 km trên giờ bằng 20 m trên giây. 15 m trên giây. Cô đổi ra km trên giờ, cô lấy 15 nhân cho 3,6 thì chúng ta sẽ ra là 54. Vậy 15 m trên giây sẽ bằng 54 km trên giờ. 30 chúng ta nhân cho 3,6, chúng ta sẽ ra bằng 108. Vậy 30 m trên giây bằng 108 km trên giờ. Các em nhớ ghi vào trong tập của mình nhé. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục qua bài tập số 2 ha các em. Ở bài tập số 2, người ta cho các em Nam và Hùng đều đi bộ từ nhà đến trường. Nhà Nam cách trường 0,5 km và Nam đi mất 10 min, min là phút ha các em. Nhà Hùng cách trường 1,8 km và Hùng đi mất 1/3 giờ. Em hãy cho biết bạn nào chuyển động nhanh hơn, vì sao? Để biết bạn nào chuyển động nhanh hơn thì các em phải đi tính cái gì các em? À đúng rồi, chúng ta sẽ đi tính vận tốc của mỗi bạn, bởi vì vận tốc sẽ cho biết mức độ nhanh hay chậm của chuyển động. Vậy cô và các em sẽ cùng nhau tóm tắt đề bài này. Đề bài cho chúng ta là gì? Các bạn sẽ thấy rằng ở đây đề bài cho chúng ta là nhà Nam cách trường 0,6 km, cho nên cô gọi S1 là bằng 0,6 km là quãng đường từ nhà Nam đến trường. Thì chúng ta sẽ nhớ là đổi cái km này sang mét. 1 km bằng 1.000 mét, cho nên các em sẽ lấy 0,6 các em nhân cho 1.000, chúng ta sẽ ra là bằng 600 mét. Nam đi mất 10 phút, chỉ thì thời gian mà Nam đi thì chúng ta sẽ ký hiệu là T1. T1 bằng 10 phút, đổi ra giây, 1 phút bằng 60 giây. Vậy các em sẽ lấy 10 nhân cho 60, chúng ta sẽ ra là 600 giây. Quãng đường từ nhà Hùng đến trường là 1,8 km, chúng ta ký hiệu là S2 bằng 1,8 km. Cô cũng đổi ra mét bằng cách là nhân cho 1.000 bằng 1.800 mét. Và thời gian Hùng đi được là 1/3 giờ. Thì để đổi thời gian giờ này sang giây, 1 giờ bằng 3.600 giây, cho nên chúng ta lấy 1/3 nhân cho 3.600, các em sẽ ra được là 1.200 giây. Và chúng ta sẽ đi so sánh vận tốc của Nam, cô ký hiệu là V1, so với vận tốc của Hùng là V2 để chúng ta giải thích. Các em nhớ tóm tắt vào trong tập của mình nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tính vận tốc của từng bạn nha các em. Đầu tiên, vận tốc của bạn Nam, hay còn gọi là tốc độ của bạn Nam khi đi từ nhà đến trường. Chúng ta đã học công thức tính vận tốc là V1 bằng S1 chia cho
T1. Các em thế số vô. S1 là 600 chia cho T1 là 600. Các em sẽ ra được kết quả là 1 m trên giây. Rồi, sau khi các em tính được vận tốc của bạn Nam hay tốc độ của bạn Nam khi từ nhà đến trường rồi, các em sẽ tiếp tục đi tính tốc độ của bạn Hùng khi đi từ nhà đến trường nha các em. Thì tốc độ của bạn Hùng khi đi từ nhà đến trường chúng ta cũng dùng công thức là V bằng S chia T. Vậy V2 sẽ bằng S2 chia cho T2. Các em thế số vô. Và chúng ta có kết quả là S2 bằng 1800 chia T2 là 1200. Thì chúng ta ra được là 1,5 m trên giây. Các em có ra giống kết quả của cô không nào? Như vậy sau khi các em tính được vận tốc của bạn Nam và vận tốc của bạn Hùng rồi thì các em thấy rằng vận tốc của Hùng là 1,5 m trên giây, lớn hơn vận tốc của Nam là 1 m trên giây. Vậy các em có biết được ai đi nhanh hơn chưa? Bạn nào chuyển động với vận tốc càng lớn thì đi càng nhanh, cho nên chúng ta kết luận là Hùng sẽ đi nhanh hơn Nam. Rồi, bây giờ các em đã ghi xong bài 2 chưa? Nếu ghi xong rồi, chúng ta sẽ tiếp tục qua bài số 3 nhé. Ở bài số 3, đề bài cho chúng ta một ô tô khởi hành từ Hà Nội lúc 8 giờ và đến Hải Phòng lúc 10 giờ. Thì các em lưu ý, 8 giờ và 10 giờ không phải là thời gian ô tô đi, mà là cái thời điểm ô tô xuất phát và thời điểm của ô tô đến nơi nha các em. Rồi, đường Hà Nội đến Hải Phòng là 100 km. Vậy quãng đường các em nhớ là chúng ta ký hiệu bằng chữ gì không? Đó là ký hiệu bằng chữ S, đúng chưa nào? Vậy vận tốc của ô tô là bao nhiêu km trên giờ và bằng bao nhiêu mét trên giây? Chúng ta cùng nhau tóm tắt đề bài nhé các em. Cô gọi thời điểm ô tô xuất phát là T1 là 8 giờ. Thì T2 là thời điểm ô tô đến nơi là 10 giờ. Quãng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng là S bằng 100 km. Vận tốc là V. Chúng ta sẽ đi tính theo đơn vị km trên giờ và mét trên giây. Rồi các em sẽ tính như thế nào? Đầu tiên chúng ta phải đi tính cái khoảng thời gian ô tô đi từ Hà Nội đến Hải Phòng là bao nhiêu, bằng cách là lấy T2 trừ cho T1. Như vậy các em sẽ ra được cái thời gian ô tô đi được là bằng 2 giờ, đúng không nào? Rồi, bây giờ có thời gian, có quãng đường, các em đi tìm được vận tốc chưa các em? Thời gian chúng ta đang tính theo đơn vị là giờ, quãng đường các em đang tính theo đơn vị là km. Vậy thì vận tốc chúng ta sẽ tính theo đơn vị gì các em? Km trên giờ bằng công thức là V bằng S chia T. Các em sẽ thế số vô để tính vận tốc đi nào. Rồi, như vậy các em sẽ thấy rằng chúng ta có vận tốc V trung bình bằng S chia T. Với S là 100, chia T là 2. Thì các em sẽ ra bằng 50 km trên giờ. Sau khi có kết quả là vận tốc theo đơn vị km trên giờ rồi, các em sẽ đổi cái đơn vị này sang mét trên giây bằng cách nào? Chúng ta sẽ đem chia cho 3,6, đúng không nào? Các em sẽ lấy cái kết quả vừa tìm được chia cho 3,6. Các em ra được là bằng 13,8 đơn vị là mét trên giây. Những cái bài tập này các em nhớ ghi vào trong tập của mình các em nhé. Bài biểu diễn cắt lực. Đầu tiên, đề bài sẽ yêu cầu chúng ta là biểu diễn trọng lực của một vật có khối lượng là 25 kg. Và người ta yêu cầu các em chọn tỉ xích là 1 cm ứng với 50 N. Như vậy thì các em thấy là trọng lực
là lực hút của trái đất. Muốn biết trọng lực tác dụng lên vật có khối lượng 25 kg thì đầu tiên các em phải đổi cái khối lượng này sang trọng lượng để biết được cái độ lớn của trọng lực tác dụng lên vật là bao nhiêu. Như vậy, công thức đổi từ khối lượng sang trọng lượng các em đã học rồi. Đó là công thức gì các em? À, công thức B bằng 10 nhân M, đúng không nào? Như vậy, chúng ta có M bằng 25 kg. Chúng ta sẽ suy ra B bằng 10 nhân M, tức là chúng ta lấy 10 nhân cho 25. Các em sẽ ra được độ lớn của trọng lực tác dụng lên vật, tức là trọng lượng của vật á, là 250 N. Rồi, bây giờ muốn biểu diễn lực, các em nhớ là cần có 3 yếu tố. Một là điểm đặt của lực, điểm đặt của lực tác dụng lên vật. Hai là phương chiều. Và ba là độ lớn của lực. Người ta yêu cầu các em là chọn tỉ xích 1 cm ứng với 50 N, tức là một đoạn là 50 N. Thì chúng ta sẽ biểu diễn như thế nào? Đầu tiên cô có vật, điểm đặt của trọng lực tác dụng lên vật chắc chắn là ở ngay vật rồi, ở trọng tâm của vật hả các em? Phương của trọng lực là phương gì các em? Phương thẳng đứng, đúng không? Trọng lực là lực hút trái đất, cho nên phương của nó sẽ là phương thẳng đứng. Còn chiều là chiều từ trên đi xuống. Độ lớn của lực là 250 N, mà các em thấy là một đoạn 1 cm này ứng với 50 N. Vậy thì chúng ta sẽ vẽ cái mũi tên dài mấy đoạn các em? Chúng ta lấy 250 chia cho 50, chúng ta sẽ ra bằng 5 đoạn, đúng không nào? Rồi mời các em biểu diễn vào trong tập của mình và so sánh với cái kết quả của cô. Rồi các em thấy là nhìn vào hình cô biểu diễn trọng lực có điểm đặt ngay trọng tâm của vật ha. Phương là phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống. Và ở đây chúng ta sẽ biểu diễn cái độ dài của cái mũi tên này là 5 đoạn. Mỗi đoạn là 50 N, 5 đoạn sẽ tương ứng là 250 N. Rồi tiếp tục chúng ta qua tiếp câu B. Câu B yêu cầu biểu diễn lực kéo của một xà lan là 2000 N theo phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải và tỉ xích 1 cm ứng với 500 N. Như vậy chúng ta sẽ vẽ một đoạn là 500 N. Thì cái lực kéo của xà lan này là 2000 N. Các em sẽ cần vẽ cái mũi tên dài mấy đoạn các em? Một đoạn là 500 N. Thì 2000 N, chúng ta lấy 2000 chia cho 500, chúng ta sẽ ra kết quả là 4 đoạn, đúng không nào? Rồi mời các em biểu diễn vào trong tập của mình. Rồi các em sẽ nhìn vào trong cái hình của cô và chúng ta đối chiếu với cái hình vẽ của các em. Lực kéo của xà lan thì điểm đặt là cũng ngay trọng tâm của vật, tức là ngay chỗ điểm C nè các em. Phương để yêu cầu là phương nằm ngang ha. Chiều từ trái sang phải, các em thấy cái dấu mũi tên của cô có chiều từ trái sang phải ha. Và một đoạn là 1 cm ứng với 500 N, thì cái lực kéo này là 2000 N, cho nên ở đây các em thấy là cái mũi tên này cô vẽ là 4 đoạn. Tiếp tục chúng ta qua phần thứ hai là biểu diễn bằng lời các yếu tố của lực ở trong hình vẽ. Hồi nãy ở bài tập đầu tiên là người ta cho các yếu tố của lực các em biểu diễn. Còn bây giờ người ta sẽ cho các em sẵn các hình vẽ và người ta yêu cầu các em là diễn tả bằng lời các yếu tố của lực. Thì khi diễn tả bằng lời các yếu tố của lực, các em cần phải diễn tả điểm đặt lực, phương, chiều và độ lớn của lực nha. Cô và các em sẽ làm phần thứ nhất. Rồi bây giờ nhìn vô cái hình này, các bạn sẽ diễn tả bằng lời các yếu tố của lực F1 nha. Lực F1 này sẽ có điểm đặt là ở đâu các em? À, điểm đặt là tại điểm A, tức là ngay tại vật ha. Phương là phương như thế nào? Nhìn vào mũi tên các em thấy rằng ở đây
cái mũi tên này nó chỉ cái phương là phương gì các em? Phương thẳng đứng đúng không? Và chiều là chiều từ dưới đi lên. Còn cường độ thì các em thấy rằng một cái đoạn này tượng trưng cho 20 Newton, thì nhìn vô cái hình này các em thấy rằng người ta vẽ hai đoạn thì cường độ lực là 40 Newton. Tiếp tục. Lực F2. Lực F2 này có điểm đặt là tại điểm B. Phương như thế nào các em? Có phải là phương thẳng đứng nữa không? À không ha. Các em nhìn vô cái mũi tên này các em thấy là phương của nó bây giờ là phương nằm ngang, và chiều là chiều từ phải sang trái. Một đoạn tương ứng với lại 20 Newton thì trong cái mũi tên này các em thấy rằng người ta vẽ là mấy đoạn? Có phải là hai đoạn không? Như vậy thì hai đoạn này là ứng với cường độ lực F2 là bằng 40 Newton. Tương tự như vậy, chúng ta nhìn vào cái lực F3. Lực F3 này có điểm đặt là tại điểm C, tức là cũng ngay tại vật. Phương ở đây như thế nào các em? Là phương hợp với lại phương ngang một góc là 45 độ. Cái phần này hôm trước chúng ta nói rồi. Còn chiều là chiều từ từ đâu? Từ dưới đi lên và theo hướng từ trái sang sang phải. Một đoạn tượng trưng cho 20 Newton thì các em nhìn vô hình này chúng ta thấy rằng cái mũi tên này có 3 đoạn. Như vậy thì cái cường độ lực này sẽ là 60 Newton đúng không nào? Rồi, bây giờ tiếp tục chúng ta qua bài thứ sáu này. Rồi, bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau tóm tắt đề bài. Đầu tiên, đề bài cho chúng ta là chiếc xe này có khối lượng là 800 kg, chúng ta ký hiệu là bằng chữ M. Người ta tiếp tục cho các em là lực ma sát bằng 0,2 trọng lượng của xe. Thì lực ma sát chúng ta ký hiệu là chữ F ma sát bằng 0,2 trọng lượng xe, ký hiệu là B. Để yêu cầu chúng ta tính lực kéo. Câu B. Khi xe bắt đầu chuyển động, ngựa phải kéo xe với lực là 4.000 Newton. Như vậy, để phân biệt cái lực kéo khi xe mới bắt đầu chuyển động thì cô sẽ ký hiệu là F kéo phẩy bằng 4.000 Newton. Đề bài yêu cầu chúng ta so sánh với lại kết quả câu 1, tức là so sánh cái lực kéo khi xe bắt đầu khởi hành và với cái lực kéo mà khi xe đã chuyển động thẳng đều rồi, và giải thích. Rồi, bây giờ các em sẽ thấy rằng vì đề bài cho khối lượng cho nên đầu tiên chúng ta sẽ đi tính trọng lượng của chiếc xe này bằng công thức là B bằng 10 nhân M. Cô sẽ có kết quả trọng lượng của xe. Các em nhớ ghi vào trong tập của mình nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem câu A. Đề yêu cầu chúng ta tính lực kéo thì chúng ta phải tính như thế nào đây? Thứ nhất là xe này đang chuyển động thẳng đều. Các em sẽ nhớ cho cô là khi xe chuyển động thẳng đều thì chắc chắn rằng xe này đang chịu tác dụng của hai lực. Và hai lực đó là hai lực gì các em? À, hai lực cân bằng đúng không nào? Như vậy thì hai lực cân bằng ở đây là những lực nào? Đầu tiên, đề bài đã cho đó chính là lực kéo của con ngựa rồi. Vậy thì cái lực thứ hai nó phải ngược chiều cái lực kéo, cản trở cái lực kéo này, đó chính là lực gì các em? À, đó chính là lực ma sát đúng không? Vậy lực kéo và lực ma sát là hai lực cân bằng nhau. Cho nên cô muốn tìm lực kéo, cô có thể thông qua lực ma sát, bởi vì hai lực cân bằng là hai lực có độ lớn như nhau. Cho nên nếu cô biết được độ lớn của lực ma sát thì cô sẽ suy ra được cái độ lớn của lực kéo đúng không nào? Vậy thì độ lớn lực ma sát chúng ta tìm như thế nào? Đề bài đã cho chúng ta rồi các em. Lực ma sát nó bằng 0,2 lần trọng lượng của xe. Mà trọng lượng của xe các em vừa tính ra là bằng 8.000 Newton. Vậy chúng ta sẽ đi tính xem lực ma sát bằng bao nhiêu. Chúng ta có F ma sát bằng 0,2 nhân cho B. Vậy thì chúng ta lấy 0,2 nhân cho 8.000, các em sẽ ra bằng
1.600 Newton. Và khi các em đã có lực ma sát rồi thì các em sẽ suy ra được lực kéo, bởi vì hai lực này là hai lực cân bằng cho nên cái độ lớn của nó sẽ bằng nhau, đúng không? Như vậy chúng ta đã trả lời được câu A là lực kéo xe khi xe chuyển động thẳng đều là 1.600 Newton. Bây giờ qua câu B, đề hỏi chúng ta là khi xe bắt đầu chuyển bánh thì ngựa phải kéo xe với lực tới 4.000 Newton nữa. Tại sao lại có sự chênh lệch so với cái lực mà khi xe đã chuyển động thẳng đều rồi? Các em thấy rằng cái lực kéo là khi xe bắt đầu khởi hành là 4.000 Newton, nó lớn hơn lực kéo khi mà xe chuyển động thẳng đều. Vì sao vậy? À, bởi vì lúc đầu là xe đang đứng yên. Khi lúc đầu xe đang đứng yên, tức là nó đang chịu tác dụng của hai lực cân bằng, đúng không các em? Như vậy thì muốn xe chuyển động thì người ta phải tác dụng một cái lực lớn hơn cái lực ma sát thì xe mới chuyển động được. Đó là lý do tại sao lúc đầu xe phải kéo với một lực đến 4.000 Newton nha các em. Chúng ta sẽ ghi bài vào trong tập của mình. Rồi, như vậy những cái bài tập mà hồi nãy giờ cô và các em cùng nhau ôn tập đó, các em nhớ là về nhà xem lại để chuẩn bị tuần sau chúng ta có một cái bài kiểm tra 15 phút nha các em. Về nhà, các em làm lại các bài tập cô đã sửa và các em có thời gian thì mình sẽ làm thêm những bài tập trong sách bài tập vật lý lớp 8 để củng cố các kiến thức. Và nhớ là chúng ta ôn bài thật kỹ. Tuần sau chúng ta sẽ có một cái bài kiểm tra 15 phút. Và cuối cùng là các em sẽ làm cho cô các bài tập trên cái đường link điểm danh nhé. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chào tạm biệt các em.